Chào quý bà con, nay Hữu Có xin chia sẻ tiếp phần dinh dưỡng, quá trình chăm sóc cũng như những lưu ý khi áp dụng quy trình về cho ăn, ăn STC Clean suốt các cử ăn trong quá trình nuôi. Phần này lấy 100g STC Clean pha với 5 lít nước, chia đều cho ăn trong ngày, trộn được 100kg thức ăn, STC Clean cho ăn, phân thải ra không sinh ra khí độc NH3, NO2, cử trưa trộn vitamin, chitosan tổng hợp. STC Zco một cử liều 3ml trên ký thức ăn và chiều ăn hỗ trợ gan một cử cho ăn trong suốt quá trình nuôi. STC Zco cho ăn màu sắc tôm bóng đẹp, râu đuôi màu đỏ, các con đều đồng nhất màu, tôm lanh mạnh, mưa nhiều tôm không bị gớt hay giảm ăn. Khoáng tạc, tạc ngày lẻ bổ sung kali, magie, riêng canxi được bổ sung thêm vào ban đêm từ nước cho trong. Một bao CAO pha lấy nước trong, bình quân 2 ngày một bao cho 2 ao. Về men vi sinh, xử lý NH3NO2, tạc ngày chẵn. Ủ tăng sinh STC Bio, tiết kiệm chi phí, tạc kèm với TS39. Lưu ý quy trình này, môi trường nước ao nuôi trong 60 ngày đầu là NH3NO2 bằng 0. Nước sạch, rất ít hữu cơ lơ lửng, đây là yếu tố khá quan trọng trong nuôi tôm. Thêm lưu ý quy trình nữa là kiểm soát thức ăn ở giai đoạn đầu, nên kiểm soát kỹ lượng thức ăn, cho ăn 70% công suất tối đa tôm có thể ăn. Giai đoạn về đích 1 tháng cuối, cho ăn 90% công suất tôm có thể ăn tối đa. Đến đây, Hữu Có xin kết thúc phần chia sẻ ứng dụng quy trình STC A1. Cảm ơn quý bà con đã quan tâm theo dõi.